kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh gần 50% ngay từ những tháng đầu năm. Những thị trường chủ đạo như Mỹ cũng đang được chú trọng cả về chất lượng và số lượng. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị các phương án để có thể tiêm từ 200.000 đến 300.000 mũi vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tới 12 tuổi mỗi ngày. Phố đi bộ Hà Nội sẽ mở cửa trở lại từ tối nay. Điều này mở ra nhiều kỳ vọng cho hộ kinh doanh cũng như khách du lịch. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp theo thẩm quyền nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu trong năm nay. Theo đó, một số giải pháp như chủ động cân đối nguồn vốn, xem xét tạo điều kiện tăng thêm hạn mức tín dụng cấp cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, nhất là những doanh nghiệp đầu mối được Bộ Công Thương giao sản lượng nhập khẩu tăng thêm để kịp thời nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức, góp phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cấp tín dụng, đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng phù hợp đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật. Thưa quý vị, xuất khẩu thủy sản ngay trong những tháng đầu năm nay của chúng ta đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, con số 9 tỷ đô la Mỹ được kỳ vọng là khả thi trong cả năm. Và riêng 2 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm trước. Cá tra thậm chí còn tăng hơn 83%. Và Mỹ là một thị trường chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao nhất trong năm ngoái của nước ta, lên đến 23%, tương đương với giá trị là hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Còn năm nay, có thể thấy những tín hiệu tích cực từ hội chợ thủy sản Bắc Mỹ vừa kết thúc tại thành phố Boston, bang Massachusetts, vùng Đông Bắc nước Mỹ. Đây là hội chợ chuyên ngành về thủy sản, có uy tín trên thế giới và đã được mở cửa trở lại sau 2 năm tạm dừng về COVID-19. Hội chợ năm nay, Việt Nam có 13 doanh nghiệp tham gia, là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm, cá ngừ, bạch tuộc và các sản phẩm thủy sản khác. Vào thị trường Mỹ, thủy sản Việt Nam phải cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác từ Brazil, Canada và một loạt nước châu Á khác. Nhiều doanh nghiệp đã có sự kết nối từ trước với các đối tác để khi đến hội chợ là có thể ký được hợp đồng ngay. Chúng tôi cũng rất là bất ngờ vì sau dịch Covid thì cũng có rất nhiều khách hàng quan tâm đi tìm và tìm kiếm các sản phẩm của chúng tôi. Năm nay là một trong những năm rất là sản phẩm cá ngừ, nhất là dòng sản phẩm cá ngừ ăn sống, sushi, hết sức là hot ở thị trường Mỹ. Khách hàng của Mỹ thì là một trong những cái thị trường rất là lớn. Cái nhu cầu của họ là nhu cầu thực. Khi làm việc với họ thì chúng ta sẽ thấy được một cái đó là có thể chốt ngay lập tức cái hợp đồng nếu cảm thấy giá hợp lý. Chúng tôi luôn đặt cái mục tiêu và sản xuất cũng như là làm sao có cái đa dạng các sản phẩm để chúng tôi cung cấp cho cái thị trường Mỹ. Và với một cái nhu cầu lớn như thị trường Mỹ và một cái sản lượng mà lớn như vậy thì nó sẽ giúp rất là tốt cho cái việc tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên ở các nhà máy của Minh Phú ở Việt Nam. Với các doanh nghiệp Mỹ, việc kết nối trực tiếp sau thời gian dài làm việc qua Zoom, qua tin nhắn hay email đem lại hiệu quả ngoài mong đợi và không phải chỉ có bán hàng. Rất nhiều việc đã phải làm, cả ở phía Việt Nam và ở đây, để gặp được nhau ở đây, chốt lại mọi thứ và cùng nhau bắt tay, cùng nhau thông báo với nhau rằng cả hai đã làm việc tốt, đạt được kết quả và có thể cùng nhau mở rộng việc hợp tác trong thời gian tới. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, lần trở lại lần này của các doanh nghiệp Việt Nam được xem là nỗ lực lớn giúp ngành thủy sản Việt Nam duy trì và phát triển thị phần tại một trong những thị trường thủy sản lớn nhất thế giới. Một trong những nỗ lực đáng nói nhất của doanh nghiệp Việt Nam là vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Mỹ và những thị trường khó tính. Câu chuyện con tôm là một trong những ví dụ điển hình. 2 tháng đầu năm, mức tăng trưởng là 34%.
Với mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay thì riêng thị trường Mỹ đã chiếm hơn một nửa. Sự tăng trưởng tốt ở thị trường này đã giúp Việt Nam duy trì được vị trí thứ tư trong những nguồn cung cấp cho tôm của nước Mỹ. Thị trường Mỹ đang mở ra cơ hội cho rất nhiều các doanh nghiệp thúc đẩy việc bán hàng vào đây. Tuy nhiên, để bán hàng được vào thị trường Mỹ thì cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định của nhà chức trách Mỹ đưa ra. Quan trọng nhất là các quy định về an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ để có thể giám sát chặt chẽ. Chúng ta phải đáp ứng được cái yêu cầu về chất lượng theo cái tiêu chuẩn an toàn vệ sinh của Mỹ FDA. Về sản phẩm của mình, họ phải biết được rằng là cái nguồn nguyên liệu của mình là nguồn nguyên liệu từ đâu, từ nông dân nào, từ cái vùng nuôi nào, cho tới tận ao. Và với cái tiêu chuẩn mà BAB thì họ cần phải biết được rằng là con giống mình là từ đâu, sản xuất từ cái trại nuôi, trại giống nào, rồi thức ăn của mình được sản xuất từ cái nhà máy nào để nuôi con tôm đấy, rồi từ con tôm đấy, từ vùng nuôi đó đưa tới nhà máy của mình, rồi mình sản xuất ra tới sản phẩm cuối cùng. Thì cái việc đó là gọi là việc truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra thì họ cũng đặt vấn đề là an sinh xã hội, làm sao đảm bảo cái môi trường làm việc tốt và an toàn cho cán bộ nhân viên. Nhiều công ty ở đây bán cùng một sản phẩm. Nhiều khi chúng ta tự đặt câu hỏi là sự khác nhau giữa các sản phẩm là gì? Có khi là như nhau. Vậy thì sự khác biệt là gì? Theo tôi, đó là xây dựng mối quan hệ để có thể làm việc dài lâu. Không chỉ bán hàng, mọi người đều bán được hàng, rất dễ. Nhưng xây dựng các mối quan hệ để anh tin tôi tin anh. Và từ đó chúng ta cùng kinh doanh, cùng nhau phát triển. Chúng ta sẽ vui mừng khi nhìn thấy nhau, thấy sản phẩm của nhau. Và khi ấy, nó không chỉ đơn thuần là kinh doanh, mà là quan hệ giữa chúng ta với nhau. Cũng là xuất khẩu, nhưng lại là khó khăn trên đường bộ. Bởi tính đến ngày hôm qua, hàng nghìn container hàng hóa vẫn đang chờ được thông quan qua các cửa khẩu đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều cửa khẩu tạm dừng thông quan, nếu chỉ có hoạt động ấy, thì cũng chỉ giỏ giọt mà thôi bởi những chính sách phòng chống dịch từ Trung Quốc. Tại tỉnh Lạng Sơn, từ ngày hôm qua, cửa khẩu quốc tế Chi Ma tạm thời dừng thông quan. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị mỗi ngày khoảng 50 phương tiện và chủ yếu là hàng nhập khẩu. Cửa khẩu Tân Thanh, hoạt động xuất nhập khẩu cũng diễn ra nhỏ giọt, mỗi ngày chỉ thông quan vài ba chục xe. Tương tự tại các cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh vẫn đang trong tình trạng tạm dừng. Phía Trung Quốc cũng không đưa ra thời gian mở cửa trở lại. Việc tạm dừng hay hoạt động chậm đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của cả hai nước trong việc tiêu thụ hàng nông sản cũng như các nguyên phụ liệu, linh kiện, điện tử và máy móc. Tình trạng hạn chế nhập khẩu cũng đang diễn ra tại Nga khi mà nước này vừa đưa ra hơn 200 mặt hàng vào danh sách tạm ngừng xuất khẩu sang châu Âu và một số quốc gia, trong đó có gỗ nguyên liệu. Việt Nam thì nhập khẩu gỗ trực tiếp từ Nga chỉ khoảng 2% trong tổng lượng nhập khẩu gỗ và cũng không nằm trong danh sách bị hạn chế xuất khẩu. Tuy nhiên, Việt Nam lại nhập khẩu gỗ chủ yếu từ châu Âu và Mỹ, nên sẽ chịu tác động gián tiếp khi mà nguồn cung gỗ của thị trường thế giới bị giảm. Ngành gỗ thì đang phải tính các giải pháp cho tình trạng là khan hiếm và tăng giá đầu vào của gỗ nguyên liệu. Thưa quý vị, loại gỗ tường này thì có nguyên liệu gỗ từ Liên bang Nga và được chế biến ra thành phẩm tại châu Âu. Trong vòng khoảng 3 tuần vừa qua thì giá của sản phẩm này đã tăng lên gấp rưỡi. Và dự báo sản phẩm này cũng như những sản phẩm gỗ tương tự thì sẽ còn tiếp tục khan hiếm khi mà Nga thì đã hạn chế xuất khẩu nguyên liệu gỗ sang các quốc gia châu Âu và một số quốc gia khác. Và điều này thì sẽ tác động đến tình hình cung cầu gỗ trên toàn thế giới. Theo doanh nghiệp này, Nga xuất vào châu Âu nhiều nhất là gỗ thông và một số loại gỗ sồi. Do đó, biến động hiện tại là giá gỗ thông và gỗ sồi thế giới đã tăng lên đáng kể, buộc họ phải tìm các nguồn gỗ khác thay thế. Cái giải pháp là cố gắng để duy trì đủ cái lượng hàng mà chúng tôi cần để phục vụ sản xuất. Không tích trữ nhiều hơn và cũng xác định là một số cái mặt hàng mà mình có thể thay thế được bằng nguồn khác thì mình thay thế. Còn theo doanh nghiệp xuất khẩu gỗ dán và đồ gỗ nội thất này, một loại ván phủ bề mặt từ gỗ bạch dương của Nga đang được thị trường thế giới rất ưa chuộng, đặt hàng doanh nghiệp Việt Nam làm hàng xuất khẩu.
Thời gian tới, khả năng cao khách hàng quốc tế sẽ thay đổi thị hiếu dùng lại mặt gỗ này và việc của họ là phải thích ứng ngay để đáp ứng nhu cầu mới của khách hàng. Khách hàng người ta sẽ phải chấp nhận những cái loại gỗ khác mà không được đẹp bằng như là gỗ bạch dương. Nếu như người ta quyết tâm, người ta không dùng cái gỗ bạch dương từ Nga. Thế còn cũng có thể nghĩ đến những cái nguồn bạch dương từ Bắc Âu, nhưng mà chất lượng của nó cũng thấp hơn và giá cả của nó cũng cao hơn nhiều. Theo chuyên gia lâm nghiệp, trong ngắn hạn, các quốc gia, trong đó có Việt Nam, có thể đồng loạt tăng khai thác để bổ sung nguồn gỗ cho thị trường thế giới. Đây là cái cơ hội tốt để cho các doanh nghiệp Việt Nam đàm phán với cái đối tác của mình là các nhà mua ở các thị trường xuất khẩu trong cái việc thay thế nguồn gỗ nguyên liệu từ Nga nói riêng và nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu nói chung bằng cái gỗ nguyên liệu trong nước mà Việt Nam sẵn có như nguồn nguyên liệu gỗ keo và gỗ cao su. Hiện Việt Nam đang khai thác mỗi năm khoảng 30 triệu mét khối gỗ rừng trồng. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới, Việt Nam cần nâng cao chất lượng cây gỗ lớn và cũng cần đa dạng hóa các loại cây gỗ đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Vâng, sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trên một số trang báo trong nước và quốc tế. Trang Việt Nam Plus bằng tiếng Pháp có bài tổng hợp những đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Theo đó, trên trang web Asian Investor, các chuyên gia đánh giá cao triển vọng phục hồi sau đại dịch của Việt Nam. Nhờ quá trình công nghiệp hóa tốc độ cao và tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh, Việt Nam sẵn sàng vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 và từng bước trở thành điểm đến được quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% vào năm nay, trong khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra con số cao hơn là 6,6% so với mức tăng trưởng 2,6% của năm 2021. Một trong những động lực kinh tế quan trọng là công nghiệp hóa với sự hỗ trợ của các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn FDI. Những thông tin về xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường EU được đăng tải trên trang thông tin tư vấn thực phẩm Trung Quốc và báo Minato Shimbun của Nhật Bản. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tính đến nửa đầu tháng 2, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang EU đạt 20,2 triệu đô la Mỹ, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Hà Lan, Bỉ, Đức và Tây Ban Nha là 4 thị trường xuất khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam vào EU. Sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng tại EU cùng với những ưu đãi đặc biệt về thuế theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu EVFTA sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm thủy sản của Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường EU. Tổng cục Thuế sắp ra mắt cổng thông tin điện tử dành cho cái nhà cung cấp nước ngoài. Chi tiết có trên trang Hải quan Online. Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài được xây dựng với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện thuận lợi chính sách pháp luật về thuế. Tổng cục Thuế cho biết, đến thời điểm này, việc xây dựng và vận hành thử nghiệm cổng thông tin điện tử này đã hoàn thành và sẵn sàng vận hành chính thức. Sau khi đi vào vận hành, tất cả các giao dịch từ đăng ký, kê khai, nộp thuế sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử và các nhà cung cấp nước ngoài thì không phải nộp hồ sơ bản cứng đến cơ quan thuế của Việt Nam. Còn trên trang Le Courrier du Việt Nam có bài truyền thông Đức nêu bật sự mở cửa trở lại của du lịch Việt Nam. Cụ thể, tờ Zeit Time và một số tờ báo khác của Đức cho biết du khách nước ngoài chỉ cần xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng 24 giờ trước khi xuất cảnh. Việt Nam không yêu cầu phải có xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi phòng Covid-19 khi nhập cảnh. Song, du khách phải cài ứng dụng quản lý y tế được cấp phép ở Việt Nam và trẻ em dưới 2 tuổi không cần xét nghiệm. Tờ báo Stuttgart cũng khuyến nghị du khách đến Việt Nam thì nên thực hiện chuyến du lịch xuyên Việt kéo dài khoảng 1 tháng bằng xe đạp để khám phá cuộc sống và những cảnh quan đa dạng của Việt Nam với rừng núi, nước non và bãi biển của bãi cánh đồng lúa. Những thông tin tiếp theo sẽ có trong bản tin. Phố đi bộ Hà Nội sẽ mở cửa trở lại từ tối nay. Điều này mở ra nhiều kỳ vọng cho hộ kinh doanh cũng như khách du lịch. Thay vì kiếm tiền, làm giàu, có những bạn trẻ lại tình nguyện dành cả thanh xuân để đi dạy võ cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Tại Hà Nội, từ 7 giờ tối nay sẽ chính thức mở cửa trở lại phố đi bộ. Sát thời điểm này, quận Hoàn Kiếm đang tích cực chuẩn bị. Quận đã phân bổ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, băng rôn tuyên truyền 5K cho 35 chốt trên tuyến đi bộ. Đồng thời, bố trí đủ lực lượng cả chốt cứng và chốt mềm. 7 phường đã có địa bàn nằm trên tuyến phố này thì sẵn sàng phương án phối hợp an toàn từ tối nay.
Đối với không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thì thời gian hoạt động sẽ từ 7 giờ tối thứ 6 đến 12 giờ đêm chủ nhật hàng tuần. Còn những không gian đi bộ còn lại hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ của 3 ngày cuối tuần. Hàng quán thủ đô Hà Nội thì cũng đã không còn phải đóng cửa sau 21 giờ hàng ngày nữa kể từ ngày hôm qua. Nhiều người kỳ vọng những quyết định này sẽ giúp hồi sinh cho các khu phố đêm của Hà Nội. Với các hộ kinh doanh cũng như là du khách yêu thích khu vực này thì khỏi phải nói, đều rất vui mừng và háo hức. Và hãy cùng xem nhịp sống trở lại trên các con phố này như thế nào trước thời khắc mong chờ của suốt cả năm qua. Cả năm trời cố gắng duy trì cửa hàng, cuối cùng cũng tới ngày được hoạt động đúng là một cửa hàng ở phố ăn đêm. Anh Khánh, chủ một nhà hàng gần 20 năm trên phố Lương Ngọc Huyến, không giấu nổi niềm vui. Tôi rất là vui mừng khi nghe tin được phố đi bộ mở lại và tôi đang thay đổi món ăn và đón nhận những người sẽ đi bộ về phố cổ Hà Nội để tham quan. Không quá đông đúc, khoảng cách giữa các bàn rộng hơn. Khi đến các nhà hàng, quán ăn, giờ đây du khách cần tuân thủ một số biện pháp phòng dịch. Tuy vậy, chỉ cần được tận hưởng một Hà Nội về đêm, du khách cũng không thấy ngần ngại gì với những thói quen mới này. Mọi người ngồi giữ khoảng cách với nhau một cách an toàn như này thì cũng là đảm bảo cho mình. Nên là mình thật sự là bây giờ mình đi tìm những điểm nào mình ngồi cũng chỉ gần như là ngồi nó thưa thưa. Chứ mình không cần phải tìm nơi đông đúc, bởi đông quá tầm này cũng sợ. Sau hơn 2 ngày phố đêm được hoạt động trở lại, lượng khách đến đây ở mức 3 phần 10 so với trước. Mức tăng vừa phải cũng phù hợp với kịch bản kiểm soát dịch bệnh của quận Hoàn Kiếm. Chúng tôi thấy rằng là ý thức của người dân đến với các cái nhà hàng thì chấp hành tương đối tốt. Thế và bây giờ thì bản thân tôi chúng tôi thấy rằng là với cái biến chủng Omicron mới thì khả năng lây lan rất là nhanh. Nên là cái ý thức của người dân là rất là quan trọng. Cuối tuần này sẽ là một dịp đặc biệt. Cuối tuần đầu tiên sau một năm tối đèn, khu phố đêm nổi tiếng của Hà Nội sáng đèn trở lại với nhịp sống về đêm. Phố đi bộ là sản phẩm văn hóa của thủ đô và xây dựng các sản phẩm sáng tạo dựa trên văn hóa bản địa là cách mà nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang làm. Không chỉ đem lại hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu, đây còn được coi là nhân tố chủ lực tạo nên sức mạnh mềm, tức là tầm ảnh hưởng của một quốc gia lên các quốc gia khác. Và tại Việt Nam thì nhiều người cũng có thể tạo thu nhập, tạo thương hiệu thị trường nhờ vào các sản phẩm văn hóa. Thậm chí có những doanh nghiệp, những nghệ sĩ đã tiên phong mở lối cho công nghiệp văn hóa tại Việt Nam bằng rất nhiều cách làm sáng tạo. Theo học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, nhưng chàng sinh viên Trương Văn Bộ lại có biệt tài hô biến các khối xi măng, đất cát thành ký ức, những mái nhà thân thuộc có trong tuổi thơ của nhiều người. Muốn là góp phần thúc đẩy cái phong trào cũng như là cái thú chơi này được lan rộng hơn, không những là ở trong nước mà còn mình muốn quảng bá văn hóa của Việt Nam mình sang bạn bè thế giới. Sau 2 năm thành lập với giấc mơ hồi sinh cổ phục đã bị mai một của dân tộc, Ỷ Vân Hiên đã trở thành cái tên quen thuộc với những người yêu văn hóa cổ. Cổ phục do Ỷ Vân Hiên phục dựng có mặt trong các dự án điện ảnh, sản phẩm âm nhạc, sân khấu, sàn diễn thời trang. Mới đây, phim cổ trang Phượng Khấu do đơn vị này đảm nhận thiết kế trang phục đã được tạp chí thời trang Harper Bazaar trao giải thiết kế trang phục trong phim xuất sắc nhất năm 2019. Khi mà chúng tôi nghiên cứu về văn hóa lịch sử, tái hiện nó thông qua cổ phục và đồng thời mở studio hay là để cho các bạn trải nghiệm qua hình ảnh, thì đó chính là một cách để cho cổ phục được quay trở lại, sống lại với đời sống với một hình hài mới, với một hơi thở mới. Tinh hoa Việt Nam, ký ức Hội An, những sâu thực cảnh triệu đô làm nên thương hiệu cho du lịch Việt Nam tại Phú Quốc và Quảng Nam. Đây là những sản phẩm tiêu biểu, những viên gạch hình thành nên nền công nghiệp văn hóa, thúc đẩy kinh tế đêm tại những trung tâm du lịch lớn. Hệ sinh thái hoàn chỉnh kết hợp sinh thái, nghỉ dưỡng. Trải nghiệm văn hóa là mô hình điểm để nhiều điểm đến theo đuổi trong tương lai. Cứ sau mỗi vài năm thì cái không gian này, cái vở diễn này và cái đời sống tinh hoa Việt Nam này cần phải được một lần nữa tư duy, lựa chọn và làm mới. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, bố già, mắt biếc, doanh thu hơn hẳn so với những bộ phim bom tấn của Mỹ.
nhiều bài hát của các ca sĩ Việt Nam đang ngày càng chiếm cảm tình của khán giả thông qua việc khai thác giá trị văn hóa. Tự thân nền văn hóa bản địa là những chất liệu vô giá, là thế mạnh để phát triển nền công nghiệp văn hóa quốc gia. Chuyển sang các thông tin về dịch bệnh. Đã có hơn 60% phụ huynh khối mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh đồng thuận với việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tới dưới 12 tuổi. Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố trong cuộc họp báo chiều qua. Sở cũng đã có văn bản gửi tới các đơn vị giáo dục trên địa bàn về công tác chuẩn bị tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em ở lứa tuổi này. Thành phố có thể tiêm từ 200.000 đến 300.000 mũi một ngày. Với học sinh chưa tiêm vaccine thì ngành giáo dục sẽ có sự quan tâm, chăm lo để bảo vệ chứ không hạn chế các em học tập tại cơ sở giáo dục cùng các bạn. Và hiện dù vẫn chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Tuổi trẻ, bạn thường chọn làm gì ạ? Kiếm tiền, mưu sinh, làm giàu hay là trải nghiệm? Có một bạn trẻ đã chọn cách là vượt qua một chặng đường hơn 30 km về thành phố, ngược về những vùng quê hẻo lánh để đến với những trẻ em ở vùng đồng bào Rackley, dạy võ, trao đổi kỹ năng sống. Một thanh niên tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã chọn cho mình một công việc tình nguyện như vậy từ nhiều năm nay. Và đây là một trong hành trình kết nối yêu thương để rồi ngày càng có thêm nhiều người vùng hướng về trẻ em của vùng sâu, vùng xa. 4 giờ chiều, Duy mới về nhà. Sau một ngày ngược xuôi với bao việc, bận rộn mấy thì đến giờ này Duy cũng gác lại để làm một việc mà Duy đã xem như là một phần trong cuộc sống của mình. Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy và một hành trình lại bắt đầu đúng vào giờ mà mọi người ai cũng muốn ở nhà. Từ phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, Duy đi ngược về vùng núi cách nhà hơn 30 cây số, đó là thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh. Nơi này như là ngôi nhà thứ hai của Duy kể từ giữa năm 2019. Duy bắt đầu ý tưởng mở lớp dạy võ cho những đứa trẻ Rackley. Cuộc sống chật vật từng bữa ăn. Với người Rackley ở thôn Lỗ Gia, trẻ em học võ là chuyện chỉ có thành phố chứ không dành cho nơi này. Nhưng 3 năm qua, đều đặn mỗi tuần 3 buổi tối, trên dưới 30 đứa trẻ trong thôn đã đến được với niềm ham thích, luyện tập những bài võ vô vi nam và biết thêm những kỹ năng sống từ một người trẻ nhiệt tình như Duy. Từ xe mà lên tới này là cứ như là người thân trong nhà cái gì á, giúp đỡ tụi em. Ở đây ta rất quý thầy Duy. Ta thấy thầy Duy đi là thường thường ta cứ thầy Duy. Ở độ tuổi lẽ ra phải dành hết quỹ thời gian để kiếm tiền cho gia đình, Duy lại chọn lối rẽ. Ngược xuôi để lo cho các em từng bộ đồ học võ, tìm đủ tiền xăng để không phải bỏ buổi dạy nào. Nhiều khi cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà khi mà lên gặp các em rất là thích thú, đó cũng tạo cho động lực của tôi để tôi tiếp tục. Lặng lẽ về vùng quê hẻo lánh, nhưng giờ thì nhiều người biết việc làm tình nguyện của Duy. Đã có thêm những người từ phố tìm đến đây, cùng với Duy lo cho những đứa trẻ. Khi thì tập vở, lúc thì những món ăn mà trẻ em ưa thích. Có người còn tính đến chuyện trợ giúp các em công việc sau này. Cứ thế, Duy như là người kết nối yêu thương đến trẻ em vùng xa. Được lên đây để chứng kiến tận mắt cuộc sống của các em để giúp đỡ kịp thời và động viên. Gần 8 giờ tối, tan lớp võ, Duy mới trở về nhà. Lại một chặng đường về nhà hơn 30 cây số. Và sau một ngày nữa, Duy lại tiếp tục ngược về làng Rackley ở miền núi này sẽ chia những gì mình có với những người khó khăn. Vẫn đúng là mỗi người chọn cho mình một trải nghiệm, miễn sao trải nghiệm có ý nghĩa với cuộc đời của mình. Và thưa quý vị, phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Và phần tiếp thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại kênh VTV4 bằng nhiều cách đang hiển thị trên màn hình. Và đến đây thì một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.